Sáng ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Hội Nông dân xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự lễ phát động có đồng chí Trần Tiến Sĩ, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trương Tư Thoan, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã Mai Hóa. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, thiết thực, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế xã hội. Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình nói chung và Hội Nông dân xã Mai Hóa nói riêng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành xã, cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã Mai Hóa đã ra quân trồng 130 cây bàng Đài Loan. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 70 cây, Hội Nông dân xã 60 cây tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, trồng 120 bụi tre tại các khu vực ven sông trên địa bàn xã.